Từ ngày có cắt treo ấy, nó anh mới đi đây. Hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Treo ở đâu? Ở Bình Khê đó. Bình Khê. Bình Khê. Bình Khê là gần đây hả? Đấy. Nói là ông phụ thủng về nhà đi. Ông cất đi. Cho túi áo kéo khóa lên. Cho vào túi áo này, xong kéo khóa lên. Dưới con đường đi à? Hả? Dưới con đường đi. Đường đi bộ. À đi bộ cũng lên rồi đúng không? Đi bộ đi đường kia đấy. Dưới có đường đi bộ. Hả? Nhưng mà chắc ô tô không vào được, à nó cũng cho vào. Không ô tô, ô tô nhà không đi bộ. Ô tô mình đi bộ thì sáng to, đi tập này không đi bộ được. Đi cắp treo đi. Cắp treo tặng là hai. Năm sau ông đi bộ. Năm sau đi bộ. Nhìn khiếp mấy năm nay rồi nhưng mà năm nay ông ấy đi đầu tiên trên đời vâng. Cao treo nhìn tử không đi cao treo tử không đi bộ nhiều đi bộ ông đi bộ không đi bộ luôn cháu đi bộ một lần xong cháu mỏi quá hai cháu bọn cháu bây giờ thanh niên nhưng mà không khỏe bằng ông già đâu cái này nó khoét núi để làm ca gấp cao chắc đi xuống mà đi đường kia. À, thế là ông mua vé một chiều à? Mua một chiều đâu. Ông đi thế này, biết bao giờ đến nơi. Ông đi bộ. Vâng. Tiếng đồng hồ lên nơi. Đây nó chỉ 15 phút. Vâng. Đi tiếng lên nơi. Cái này dốc thật đấy nhỉ. Dốc cái này không bằng bằng gì à? Đi tử. Yên tử dốc hơn chỗ yên tử dốc hơn đấy nhỉ yên tử cao hơn không ạ yên tử cao hơn cao hơn nhiều lên yên tử là tầm này còn lỗ tai còn đổ lùng bùng ấy nhìn ở dưới à đây nó có mới mua là một tầng lên tầng hai lúc nhìn ở dưới kia chỉ nhìn thấy mỗi cái này thôi à cái này nó leo phát lên tầng nơi rồi đấy qua tầng kia nữa. Chùa. Nhìn dưới nhìn mênh mông. Không.
Sao bầm rồi? Rơi nào? Nó kính nè. Kính, nó rơi là nhiều. Không rơi ra ngoài được. Để đi tìm thấy chắc cái tép. Mình sợ là một tép. Tép thì cái khóa. Cháu nhìn ở dưới kia năm nay cháu mới lên lần đầu, năm ngoái cháu ở dưới kia cháu lên, cháu ở ngay đây. Ngay đây thế nào? Thế là vé đắt thế. Vé là đắt, vé tử hình như là vé cháu Hương 80 hay bao nhiêu chị nhỉ? Đúng rồi. Vé là 120, đắt hơn mấy chục luôn. 120 anh ạ. Ừ. Đắt gần gấp. Không, bây giờ một chặng. Chặng đến chặng kia nữa. À thì đường đi ô tô vào đây chắc phải đeo đeo bộ chứ không? À, nó không phải đi bộ nữa chứ đúng không? Đi bộ. Bác rồi, bác mà đi bộ từ trên này xuống bác không đi được đâu. Sao đi được đi được em? Sao đến tận 3 chẳng bác không đi được. Bây giờ vào đây ta đi liên tục. Đấy, ba người đây leo, coi như leo tập thể dục. Ngày nào ông đi thì bình thường. Thế cái kè này là đâu có người đâu. Ở dưới là gì có người. Ở dưới thì người nó đi vô vóc vào kia chứ gì. Nó đi vào bên kia. Bên kia chứ không đi đây. Nó đi vào bên kia. Vâng. Không, bác mà đi leo trèo này. Đó, đi, vẫn đi. Ở đây có mỗi cái am Ngọ Vân này thôi, làm gì có cái gì nữa đâu nhỉ? Có chuồng Ngọ Vân riêng, am Ngọ Vân riêng. Chuồng đấy là am. Thế ạ? Am Ngọ Vân đừng ăn tên, tên nó gọi thế thôi. Không muốn tìm cái am mà có xá lịch của sông tổ ấy. Có, ông ấy làm ở đấy rồi. Đấy, lên đấy là lên chùa là có. Ông Trần xin cho mới làm đấy rồi. Đem thì ui, nhìn chặn dưới này nhìn khiếp. Đi qua mấy quả mấy tầng núi, mấy quả núi, mấy tầng núi nhưng mà nó cứ tầng cao tầng thấp nên ở dưới chứ chỉ nhìn thấy chặng một thôi. Yên Tử nó còn dừng 3 chặng, tức là người ta đi bộ mỏi người ta cũng có thể là thôi đi cắp treo cũng được. Nhưng mà bác nó. Thế nên cái đỉnh này là hết rồi chú? Chưa. Vẫn còn nữa cả. Qua đằng này còn sang muốn kia muốn làm gì nữa. Không như nhà vẫn ga nó ở đấy. À, ga như dưới là đây rừng thông đẹp thế nhỉ. Ừ. Rừng thông đẹp tuyệt vời luôn này. Thông này cũng không to lắm nhưng mà mới trồng rồi đúng không? Mới trồng. Thân này chắc trồng được hơn chục năm chứ mấy đúng không? Thế thôi. Vì thông bé. Không có xuống đâu. Cũng không ù tai lắm nhưng mà nó cũng cao. Nó không được ù đâu, nó không thấy lung lung như đây đấy. Vâng. Thế đây nó lắc lắc nhưng mà giờ không có lắc. Ôi giời, mãi trên kia rồi. Ôi cái cam này hoành tráng nhờ. Nó lắc tiền là đúng rồi, vì nó còn chặng này nhìn kia ấy. Ôi nhìn đây đây nó võng. Nó võng rồi. Anh bảo em phải xem leo bộ ấy kìa, mãi lên trên kia sao em bật. Nhìn nó vọng xuống rồi sợ chưa đúng không? Chỗ nhìn từ dưới ra đây. Nó vọng xuống nhìn kiếm nhỉ. Gió rít đúng rồi, đây gió lắc này. Gió mà lắc vào đây. Đấy gió cái khe thung lũng này. Đây nó đúng là cái khe thung lũng này đúng không? Nó thổi kia. Mà cái chỗ này nó nằm võng nhìn sợ nhỉ. Đấy gió thổ lắc này. Lắc cả... Chùa trên kia kìa. À thế còn đi bộ... Đây là đi bậc lên. Thấy ạ? Vâng, giờ không biết là nó làm tàu điện chống hết. Ấy gió rít đang nhỉ? Nó ở cái khe này, nó cái gió nó rít này, nó cái thung lũng như này. Kia chị nhìn nó cánh cung nó đón gió, nó lùa hết vào chỗ cái này luôn này. Không phải là chúng ta làm đồn chống như là nó sẽ đón gió như nhiều. Đi coi gió nhỉ? Đấy, chỗ này là khiếp nhất là nó võng, với hai là cái chỗ này nó là hút gió, nó là cái khe hai bên nó vòng cánh cung thôi. Hai bên nó có lối. Hai bên cái lối mà cái chỗ kia nó lại không có lối thoát nên nó sợ. Bên này nó là cái đồi núi luôn, nó cứ chắn nên là nó gió lùa. Người xuống không có mấy. Xây cái này cũng gian nan nhỉ. Chỗ cái trụ này nó mãi đây. Nếu mà vác được bê tông với sắt lên đây chắc phải vác máy bay hay là người vác ra. Nó làm được cát không? Không, mà cái trụ cắm này nó này. Cái trụ này lúc mà làm người ta cắm cái trụ này nó phải đắp dốc.
Không, nhưng mà ví dụ cõng được những cái này lên đến đây cũng đến mệt rồi, vì có đường đi đâu, bê có là tông. bằng bê tông đúng không anh? Bê tông chứ, không phải có bê tông. Đoạn nào là nó lại nắp sắt máy phải lên. Nhưng mà nước ngoài là có máy bay trực thăng nó kéo. Không, nó đây không trực thăng, nhưng mà đây nó cho cái máy này nó làm đâu đó cho tải lên đến đấy. Vâng, wow. Quanh trầm trầm. Nó đực đực chỗ nào là nó cho được luôn chỗ đấy luôn. Đó. Khiếp nhỉ, cái đúng là cái này đắt tiền là đúng, vì cái nó chặng nó dài. Chặng nó dài hơn những cái kia. Mình hỏi sao cái này mới đầu em tưởng là nhìn ở dưới kia nó có mỗi qua khuất quả núi thôi, chỉ ở mình hỏi sao cáp ngắn thế mà sao nó tính tiền đắt thế. Nhìn ở dưới không không nhìn được những cái này, nó chỉ khuất đúng cái kia là khuất rồi. Sao nhìn thấy được? Vâng. Như ở Yên Tử là mình nhìn hết cả các trạm luôn. Yên Tử thì nó không nó một đoạn thẳng luôn. Vâng, thẳng đây đây nó cứ đi Yên Tử rồi. Đi nhiều rồi. Vâng. Đây nó vọng 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 xuống. Cháu không đi Yên Tử mà cháu về đây. Ừ. Về Võ Vân. Vâng. Mọi năm cứ ngày mùng 5 này đi lên Yên Tử có chèn chúc nhau mệt lắm. Võ Vân này ít người biết mà ít người đi. Nhớ, nhớ rồi, giờ biết rồi. Vâng. Bây giờ người ta biết rồi. Hôm trước không biết đâu. 2-3 năm nay nào biết rồi, biết về cội nguồn rồi. Cái trên đấy, trên anh, đây. Nhìn, anh nhìn đoạn dốc người ta đang đi bộ kìa, trời ơi lần trước em phải leo lên đấy, ôi mệt lắm. Tôi còn đi đấy đấy, ở trong ở kia trong có cái bậc kia ở trên đỉnh nó có cái chùa ấy. Đấy là am với ngọa am ngọa vân đấy. Am ngọa vân hay chùa ngọa vân vẫn là một ông thân châu không nằm rồi đấy. Ôi nhìn khiếp thật đấy, am riêng chùa riêng, bởi vì chùa trông to hoành tráng lắm. Chùa hoành tráng là mới xây dựng mấy năm nay. Đây cái chỗ này nó là cái eo cái núi cái cánh cung nhìn khiếp, gọi là giàu có, nó cũng đầu tư vào nó làm xây dựng chùa ấy. Nhìn khiếp thật đấy. Rồi lên đến nơi đó rồi. Có mỗi vị ngồi không? Bác ơi, cháu thấy bảo ở bên khi mà dừng á, ở bên tay phải có bậc thang đi lên thẳng chùa, gần hơn là đi đường bên tay trái. Đường bên kia. Trời ơi, lúc trước cháu không. Kia đi bên tay phải cái gì đây? Bên tay phải là cái bậc thang, còn bên tay trái là đường đi bộ. Bên kia nó vẫn thơ, vẫn lên cái đỉnh, lên đỉnh vàng cái thôi. Nhưng mà bên tay phải này cái chỗ nó đang làm đường nha. Là bên đấy đi. Bên tay phải thì là bậc, còn bên kia là đường thoai thoải, kia không có bậc. Thì cái đường thoai thoải này là cái đường dành cho xe điện chạy. À. Đâu? Đấy. Trời ơi, đi bộ chạy muốn chết. Đấy, còn đường đi bộ người đang đi. Mình có được đi xe điện đâu nhỉ? Làm gì có xe điện ở đây? Không biết, có chứa nó làm chứa không biết. Lần trước thấy quảng cáo có xe điện nhưng mà đến đây không có xe điện. Thế là à. cháu đi thang bộ bên này. Lúc cháu lên, cháu đi bên trái, lúc cháu xuống cháu đi bên phải này này. Anh Linh mình đi thang bộ. Mình đi bên trái. Đi bên trái là trước em về xong em về, em đứt cả hồi rồi. Đi bên nào cũng phải leo hết. Thang bộ dẫn vô. Đi bên nào chỗ ai? Cái thang bộ dễ hơn các này. Hết tiền.
Lối này khi dốc lên lối kia, năm anh cho chị. Nhưng mà em nghĩ là nó có bậc thang mình sẽ đi hơn chứ. Chả biết, người ta bảo dốc nhưng nó dốc ngược. Thôi cứ đi thôi. Dốc ngược chứ không, không dốc ngược. Còn dốc hơn cả lên Hoa Viên đi. Ngang Hoa Viên thôi. Đường rất là dốc. Còn một con dao quắm nữa thôi. Đường rất là dốc. Dốc ngược. Nhanh lên ông ơi. Trên này đỉnh đồi. Trên này dốc quá các bạn. Cao trèo. Tiêu rồi. Dốc quá. Dốc. Rất dốc các bạn.